Chào tất cả quý bà con nhé. Hôm nay người Tây Nguyên xin gửi đến cho bà con một mảnh đất ngay mặt tiền đường quốc lộ 14A. Đây, một cái mảnh đất rất là lớn và đẹp nha bà con nhé. Mặt tiền rất là lớn, khu dân cư. Đây, từ đây đi lên nhà chùa thờ là nhà thờ và nhà chùa là chỉ có là 100m thôi. Đấy. Bề ngang mặt tiền trước là 16m. Sau là 13m thì bóp thầu nhé bà con nhé, 13m60, còn phía trước là 16m. Đây, đất rất bằng phẳng với mặt đường quốc lộ này, có nhà cửa ổn định hết rồi. Đấy, có nhà cửa đấy, đất rất là bằng phẳng, đầy đủ tiện nghi cho quý bà con nhé. Đấy, có nhà cửa kiên cố, rất là thuận tiện cho quý bà con. Đấy, quá tuyệt vời luôn bà con nhé. Đấy, giếng điện đầy đủ tiện nghi. Đấy, khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất cho quý bà con nhé. Quay ra phía sau nhà cho bà con xem. Đấy, chủ nhà để lại hết toàn bộ nội thất là chủ nhà mang đi. Ba phòng ngủ. Đấy, phòng tắm đây. Đấy, quá đẹp luôn bà con nhé. Nói chung mảnh đất của mình thì rất là bằng phẳng với mặt tiền quốc lộ. Nhưng mà trước là 16 mà phía sau là 13m60. Thì bóp hầu mất 2m40 nhé. Còn chiều dài là 105m, 400m thổ cư. Đấy, có 400m thổ cư nhé. Đất mình rất là dài. Giá chủ nhà mong muốn là 1,4 tỷ có thương lượng nhé. Đấy, 1,4 tỷ có thương lượng đấy. Rất là thuận tiện cho quý bà con. Đấy, phía sau là trồng một vườn cây tiêu, đinh lăng. Khá là đẹp nha bà con nhé. Sổ sách đầy đủ, công chứng trong ngày luôn. Rất là thuận tiện. Đấy, đất tại xã Gia Hờ Rú, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé. Đấy, đất rất là đẹp này. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, ai có nhu cầu thì liên hệ người Tây Nguyên nhé. Đấy, thân ái chào bà con.